Mời quý vị cùng đến với kết quả của phiên giao dịch ngày 11 tháng 5. Hôm nay thì VN Index có phiên giao dịch giằng co và đóng cửa trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch thì VN Index đóng cửa giảm 1,14 điểm, tương ứng với 0,11% xuống mức 1057,12 điểm. Trong khi đó thì VN30 giảm 0,06 điểm về mức 1054,93 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, nến giờ của VN Index khởi đầu phiên giao dịch sáng nay khá tích cực sau khi nhận được hỗ trợ thông tin từ lạm phát Mỹ tiếp tục hạ nhiệt. Tuy nhiên thì sự suy yếu của nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn như là VCB, GAS hay là Vinamilk đã kéo thị trường đi xuống. Sau phiên ngày hôm nay, nến ngày của VN Index vẫn nằm trên các đường trung bình động MA50 và MA100. Các chỉ số chính tiếp tục ủng hộ cho xu hướng tích cực. Tuy nhiên thì vẫn cần phiên bứt phá của VN Index để qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn là 1057 điểm. Cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ, nhóm ngành bất động sản và xây dựng là điểm sáng trong phiên ngày hôm nay khi mà DIG, HQC, QCG hay là EVG đều tăng hết biên độ và đóng cửa tại mức giá trần. Các cổ phiếu bất động sản khác cũng có đà tăng tốt như là CEO tăng 5,1%, NVL tăng 3,8%, PDR tăng 1,5% hay là DIG tăng 1,4%. Thanh khoản của thị trường hôm nay chỉ tương đương với phiên ngày hôm qua với hơn 708 triệu đơn vị. Dòng tiền thì vẫn tập trung ở các nhóm cổ phiếu nhỏ như là QBS, QGC, VPH, HAR. Hôm nay nước ngoài quay lại mua dòng gần 123 tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu chứng khoán như là VND tăng 72,17 tỷ hay là SSI mua 64,17 tỷ. Ở chiều ngược lại thì khối này bán dòng NLG với 18,35 tỷ hay là TV2 giá trị 16,88 tỷ, VCB giá trị 15,56 tỷ. Thị trường phái sinh tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp. Khối lượng giao dịch thì giảm nhẹ so với phiên ngày hôm qua với hơn 138.000 hợp đồng. Trong phiên ngày hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.000 hợp đồng. Kết thúc phiên giao dịch thì VN30 F2305 đạt mức 1.051,6 điểm, tăng 1 điểm so với phiên trước đó, giúp cho hợp đồng tương lai này có 5 phiên tăng điểm liên tiếp. Mặt khác thì các thị trường chứng khoán trên thế giới có diễn biến ngược chiều nhau trong phiên ngày 10 tháng 5 sau khi số liệu cho thấy là lạm phát tiêu dùng của Mỹ chỉ giảm nhẹ trong tháng 4 năm 2023. Số liệu chính thức cho thấy rằng lạm phát tiêu dùng trong tháng 4 của Mỹ đã tăng 4,9% và thấp hơn một chút so với mức tăng 5% trong tháng 3 năm 2023, bất chấp những nỗ lực kiềm chế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý trong nước thì trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô gần đây về Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam xuống 6,5% từ mức 7,2% trước đó. Các yếu tố tác động từ bên ngoài được cân nhắc xem xét thận trọng hơn. Các chỉ số vĩ mô trong tháng 4 thì cho thấy sự chậm lại, xuất khẩu giảm 17,1% so với cùng kỳ, nhập khẩu giảm 20,5% và sản xuất công nghiệp chỉ tăng nhẹ. Thặng dư thương mại đã tăng lên 1,5 tỷ đô la Mỹ từ mức 0,7 tỷ đô la Mỹ trong tháng 3. Trong cả 4 tháng đầu năm thì xuất khẩu đã giảm 11,8%, nhập khẩu giảm 15,4% so với cùng kỳ với thặng dư thương mại đạt 6,4 tỷ đô la Mỹ. Lạm phát ở mức 2,8% trong tháng 4 và giảm tháng thứ 3 liên tiếp từ mức 4,9% hồi tháng 1. Lạm phát cơ bản tăng 4,6% do là doanh số bán lẻ tăng mạnh 11,5%. Trong khi đó thì vốn FDI giải ngân từ tháng 1 đến tháng 4 cộng lại là 5,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,2% so với cùng kỳ. Vốn FDI cam kết đạt 8,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 17,9%. Bên cạnh đó, một thông tin được nhiều cổ đông quan tâm đó là tại hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức thì tập đoàn Hòa Phát đã đề xuất đầu tư 4 dự án tại khu kinh tế Nam Phú Yên, bao gồm dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm, dự án cảng bãi gốc, khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại khu công nghiệp Hòa Tâm và dự án khu thương mại dịch vụ. Phía Hòa Phát thì cho biết rằng tiến độ đầu tư thực hiện dự án là 36 tháng sau khi được cấp chủ trương đầu tư và bán giao đất. Riêng dự án khu thương mại dịch vụ thì sẽ được triển khai đồng bộ với đầu tư dự án khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại khu công nghiệp Hòa Tâm và các dự án thứ cấp khác. Tổng mức đầu tư đối với 4 dự án của tập đoàn Hòa Phát dự kiến khoảng 120.000 tỷ đồng và sẽ cần khoảng 12.000 lao động cho nhà máy thép, trong đó thì lao động địa phương chiếm tới 80-90%. Chuyển sang phần tin thế giới thì theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, so với gần một năm trước thì CPI lõi, tức là không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng 5,5%. Nếu so sánh với tháng trước thì chỉ số CPI lõi và chỉ số CPI cơ bản đều tăng 0,4%, đặc biệt là CPI cơ bản đã tăng 4,9% so với năm ngoái. Loại trừ chi phí nhà ở và năng lượng thì giá dịch vụ đã tăng 0,1% trong tháng 4, theo ước tính của Bloomberg. Chỉ số này cũng tăng 5,1% so với một năm trước và cả hai đều ở mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Phi Tree để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!